rất là to. Hello, hello, chào tất cả các bạn nha. Đâu giờ chiều hôm nay tôi lên đầu xe cabin lên xe để chở keo đây. Bây giờ xe di chuyển các bạn nha. Đây là khu rừng ngăn cái thác này. Hôm nay là xe thứ năm. Tiếp tục tiếp. Cây đâm vô ạ. Hẹn luôn. Hẹn luôn. Rồi xe dừng rồi, anh em bốc keo các bạn. Keo to lắm. Đây. Ở bên dưới kia là xong. Rồi bây giờ anh em chúng tôi bốc keo. Bên kia là con nữa. Rồi cũng được. Rồi, em bóc được một công keo rồi. Tiếp tục nó bóc thêm hai công nữa làm về các bạn nha. Giờ đường sau có chừng bóc tới 3 giờ rồi. Chỉnh đường đi. Rồi, rồi anh em chúng tôi tạm dừng đỡ tại đây để bóc keo. Rồi bóc keo đó. Rồi anh em bóc được đông rưỡi rồi nè. Bóc thì đừng lại uống tăng lại chứ. Rồi anh em tôi bóc được 2 công rưỡi rồi nè. Có thằng con khỉ bên kia. Nên tôi tiếp tục bóc thêm gồng thứ ba. Tắm gò. Rồi tạm dừng video đây nha. Bóc keo cho nên quay không được. Ngán hương.
tôi bóc được 2,5 con các bạn ơi. Còn 30 phút nữa là xong. Quay đi. Đó. Quay. Em đang bóc mèo. Rồi tiếp tục bóc gông thứ ba. Mình hơi quạt lọ. Còn tới đường quạt lọ. Ờ. Ờ hết, không để. Hết, bữa hết không để. Rồi. Thầy là thằng Ai Quang nè. Thôi chừng nước thôi cái gì. Không vào đi. Đang trả đó. Ôi, đây là bà Lợi luộc keo đây, bà Tĩnh, bà Thủy. Đây là bà Lợi. Đây là ông Út Huệ. Rồi bóc được 3 gông rồi nè. Còn hé đóng nữa bóc luôn. Bóc được 3 gông còn một đống bên kia các bạn nha. Bóc đầy luôn cỡ gần 9 tấn. Keo nặng quá. Thank you.
các bạn xem nè, keo lõi không nè. Đấy. Đó, keo lõi không nè. Làm keo dưới chất nè. Làm keo dưới chất. Rồi các bạn ơi, trên đây đang keo dưới chất này. Keo dưới chất này nè. Dài bao nhiêu mét? 10 mét ạ. Dài 10 mét. Thôi được rồi, bóc luôn. Các bạn xem nè. Chồ bữa đi rắn bóc hết luôn. Do lỡ giữa keo. Keo này cho các cũng trên 19 tấn. Keo này trên 9 tấn các bạn nha. Trời tối rồi chắc về đường này khó mưa được kìa.